Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh của cô bé đang múa này. Hãy cùng tô với mình nhé. Trước tiên là mình sẽ tô những cặp tóc ở trên đầu trước này. Thank you.
giờ chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cô bé cũng đang múa này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu tiếp theo.